Xin chào các bạn. Hiện giờ chúng ta đang đứng trên một đoạn đường của một căn property mình vừa mới giúp cho buyer của mình mua xong. Đây, đây là căn nhà nằm trên zip code 95127. Căn nhà này rất tuyệt vời với diện tích 1.225 square feet và diện tích lot lên đến 13.000 square feet. Căn nhà này nó tốt ở điểm nào? Thứ nhất đã có studio convert ở đằng sau rồi, có driveway on the left. Mình thích căn nhà này bởi vì cái driveway on the right and on the left side đều đủ size cho một chiếc xe chạy vô, và cái lot rất là đẹp. Một lát nữa mình sẽ đi ra sau đằng nhà mình đứng mình quay cái cảnh ở đằng sau, các bạn thấy rất là vuông vức, nó không méo, nó không gì cả, và coi như là chỉ cỏ và cỏ thôi, rất là potential. Thì ngày hôm nay bắt đầu cho tập đầu tiên về hành trình sang nhà của mình. Mình sẽ nói về tất cả những gì đã diễn ra trong cái thương vụ chỉ diễn ra trong 7 ngày này, và có một cái cũng sắp vào escrow, có thể là ngày mai ngày mốt gì đó. Thì cái đó căng hơn, mình phải đấu 4 căn nhà rồi, nhưng mà cái đó thì sẽ qua làm sao. Điều này tương đối khá dễ bởi vì đây là cash deal. Mời các bạn theo dõi. Ok, xin phép các bạn là mình không quay bên trong căn nhà, và mình cũng không quay vòng vòng tại vì hôm nay mình đã quên cái gimbal rồi. Thì đây là mình đang đứng ở bên tay trái, tức là cái driveway bên tay phải của căn nhà. Bề ngang của nó lên đến hai miếng bề đan, mình nghĩ một bề ngang dài khoảng 5 feet, thì bên đây khoảng từ 10 tới 12 feet, hoàn toàn đủ xe hơi chạy thẳng vào bên trong. Và một lát nữa mình sẽ ra trong sân để quay cho các bạn xem. Nhà bên trong thì rất là clean, nó không phải là nhà đã cosmetic flip, tức là không có phải sửa sàn hay là sơn gì mới cả, nhưng mà mình lại thích những căn nhà như vậy bởi vì những cái yếu tố mình không thấy được, mình không bị qua mắt bởi sự choáng ngợp của căn nhà, không bị eye catching. Tuy nhiên mình có thể theo được cái người cũ là người ở đàng hoàng và họ giữ rất clean, chỉ có điều là những cái trong nhà nó bị outdated thôi. Nhưng mà mình đã nói trong phần tip số 3 mindset mua nhà rồi, căn nhà mà các bạn không nên quá khắt khe, các bạn những cái chuyện sửa được là sửa được, vấn đề là căn nhà nó có potential hay không. Và potential thì mình thấy là tuyệt vời, bởi vì trước nhà này mình đã sau này nhà này sẽ giao luôn căn nhà này để cho tụi mình lên kế hoạch convert garage, CDU và property manager. Thì đằng trước này thì mình đã có ý kiến với chị là sẽ ban cái hàng rào này ra và cho thêm parking. Thì đó là một số thứ nói sơ sơ về căn nhà này. Còn bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào những cái chuyện gì đã xảy ra từ ngày đầu gặp investor và đến lúc mình nói chuyện với listing agent như thế nào. Thì em hãy mua cho chị một căn nhà nào có tiềm năng xây thêm ADU, convert garage, tức là maximize income để chị có thể cho mướn rental. Và ngay lập tức thì đêm đó mình đã search những cái căn nhà tiềm năng để có thể gửi cho chị, và chị đã chọn căn này. Cái điều mà mình muốn nói ở đây đó chính là cái chiến lược khi mà mình nói chuyện với khách customer. Mình nghĩ rằng bất kỳ một filter hay là một cái buyer nào khi mà chuẩn bị đi tìm nhà đó thì chúng ta phải có một cái chiến lược, và tùy theo profile từng người. Ví dụ bạn mua loan nó khác, bạn có nhiều tiền mặt trong tay nó khác. Mình nói nhiều tiền mặt đây là nhiều tiền mặt hơn tiền down payment đó, có dự trữ chứ không phải nhiều tiền mặt là mua cash nha. Bạn mua first time buyer nhà để ở nó khác, bạn mua nhà rental investment nó khác. Thì mỗi người sẽ khác nhau, mỗi cái đối tượng đó profile nó khác nhau. Thì mình đi tìm những căn nhà dưới 1 triệu và có đất rộng và nhà ở được và có thể cho thuê liền, mình gửi cho chị. Thì những cái tiêu chí như vậy mà chị đặt ra, mình nghĩ rằng không đâu khác hơn chính là zip code 95127. Lý do là nếu mà những cái zip code khác, những zip code tốt hơn một chút xíu á, thì giá dưới 1 triệu á mà đất rộng thì rất là khó kiếm. Thực sự là rất là khó kiếm, mình đã kiếm rất nhiều những zip code như là 95123, 95124, 95128, 95135, 95133. Mà nếu mà lot trên 7.000 square feet thôi á, thì mình nghĩ là không dưới 1.2 đến 1.3 đâu. Và chưa tính là nó listing như vậy thôi, chứ còn đấu lên nữa thì cũng chạy da chóc dãy. Mình có một client cũng đang đấu mấy ngày hôm nay 3-4 căn nhà rồi, cũng vẫn thua. Hy vọng hôm nay sẽ vào được một contract với hai anh chị này, thì mình sẽ nói trong phần 2 đi sang nhà. Thì mình gửi ra khá nhiều căn nhà ở 95127. Đặc thù của 95127 nó là một zip code ngày xưa là không tốt. Và phải, cái chữ không tốt ở đây có nghĩa là blue collar, tức là khu dân lao động, nó giống như 95122 nhà mình đang ở. Tức là các bạn phải separate ra là khu ghetto, tức là khu giang hồ đấm bắn đấm này nọ, và khu blue collar là người ta đi làm ăn, người ta trả tiền nhà. Thì nếu mà người ta không có đủ khả năng trả nhà thì người ta ở trong một gia đình với nhiều thế hệ, ông bà ngoại, ông bà nội, ba mẹ, anh chị em ở vào để hùng trả căn nhà đó. Và điều đó làm cho trước nhà các bạn sẽ thấy xe đậu rất nhiều, và thường thường là dân lao động á, thì họ không có chạy xe đẹp, thì các bạn sẽ thấy những cái xe rất cũ kỹ rồi trồng lên những cái vật liệu cây sắt này nọ, nhìn nó rất là dơ giấy. Thì khi các bạn vào những khu xe đậu đầy và xe cũ xe dơ như vậy thì các bạn sẽ khu này ghê quá. Nhưng mà không phải, 91127 thì
nó phân ra hai cái là một phần trên núi và một phần dưới núi. Phần trên núi thì là khá là mắc và khu tốt hơn. Cần lưu ý ở đây là phần trên núi chính là phần mà năm ngoái California cháy rừng khá là dữ dằn. Phần dưới núi thì mình cho rằng đây là phần đang chuyển mình, có nghĩa là nhà những người nghèo hay những ô minh này, hay là họ mua tiền hồi xưa, những lao động mua tiền hồi xưa, họ đang bắt đầu bán nhà để mua về những cái vùng lân cận xa hơn, ví dụ như Gilroy, Hollister, hay là đi về hướng bắc để mua những căn nhà rẻ hơn, và những người có tiền sau này bắt đầu đổ vào thì nó đang chuyển mình. Và mình nghĩ là 9/7 trong vòng 5 năm nữa thì nếu không có chuyện gì xảy ra với nền kinh tế, mình nghĩ giá nhà sẽ lên rất cao. Và bản thân căn nhà này mình nghĩ rằng nếu mà bây giờ appraisal không dưới 1 triệu, chắc là khoảng 1.1 triệu, và nếu thực sự lên listing thì có thể là 1.2 triệu hơn. Thì sau đây mình sẽ nói cho các bạn nghe tại sao mình mua được căn nhà này. Ok, mình đang đứng bên tay phải của căn nhà, tức là bên tay trái lối đi vào driveway. Đây cũng là một cái driveway rất rộng và một chiếc xe hơi hoàn toàn có thể chạy vào được. Sau lưng mình là cái studio đã xây sẵn của căn nhà. Đây cũng là một điểm cộng của căn nhà, có thể có income ngay lập tức. Rồi, mình nói về cái chiến lược khi mà giao cho mình nhiệm vụ như vậy, thì cái chiến lược của mình tìm nhà như thế nào? Với cái budget 1 triệu bây giờ á, thực sự mình có vài cái client họ qualify 8-9 trăm ngàn thôi. Và khi mình dắt họ đi thì mình nhiều khi mình phải lựa lời, mình nói rất là kỹ lưỡng, tại mình không muốn làm tổn thương cái feeling của họ. Bởi vì cái giá nhà nó tăng lên như điên, người ta thay nhau bid lên vài 300 ngàn cho một căn nhà. Thì rất nhiều first time buyer người ta chưa hiểu được cái thị trường, và người ta, mình dùng chữ là không chấp nhận sự thật. Có nghĩa là có thể budget của bạn 1.5 triệu đó, nhưng bạn chỉ nên coi nhà 1.2 triệu thôi. Budget của bạn 1.2 triệu đó, bạn chỉ nên coi nhà 900 thôi. Và budget của bạn 900 đó mà bạn còn ít tiền đau, thì có thể bạn phải coi căn nhà 700 mấy 800. Đương nhiên mình không thể đưa qua những yêu cầu quá khắt khe, hoặc là bạn đừng mua nhà nữa. Nhưng cái chuyện đó mình sẽ nói trong cái tip. Mình sẽ có cái tip bài số 4 là người first time buyer phải hiểu những điều gì và sự communicate giữa realtor và first time buyer, thì mình sẽ nói. Còn đây là bài số 1 về hành trình săn nhà, thì mình chỉ nói về cái chuyện mua nhà thôi. Thì cái chiến lược của mình là mình focus vào preemptive offer, có nghĩa là những căn nhà chưa lên list. Tức là có những căn nhà, thí dụ nó plan là nó sẽ lên list 1 tuần tới hay 2 tuần tới, và hiện giờ nó chỉ bỏ lên MLS, là một cái chương trình mà chỉ có realtor mới thấy được. Thì nó để là we accept the tax preemptive offer, mình em vào những căn nhà đó để làm chi vậy? Để mình bớt cái khả năng đấu lại với những người ta, và make sure là mình phải vào một cái offer sweet enough, có nghĩa là ngọt ngào, đủ ngọt ngào để cho agent listing agent nó cân bằng cái sự risk and reward, và nó lấy cái offer của mình ngay lập tức. Thì mình chia sẻ với các bạn ở đây, có những cái khi mà làm realtor đó, mình không có thể nói quạch tẹt ra được thì nó cũng không có hay. Thì mình nói các bạn hiểu sao hiểu. Có nói với mình như sao? Miễn sao mua nhà được, nếu mua dưới, có thể mua dưới số đó, chị sẽ cảm ơn em sao? Nếu mua bằng số đó mà em mua bằng bình thường thì commission tốt thôi, coi như chị giúp cho em luyện tập deal đầu tiên. Còn nếu mà em phải dùng những cái gì đó, phải hy sinh cái gì đó, làm sao đó để listing agent nó chú ý tới offer của mình, thì chị sẽ có những lời cảm ơn em sao. Rồi, mình nói vậy thì các bạn hiểu rồi. Thì nghe được như vậy thì mình thấy nếu mà các bạn có những buyer hiểu như vậy thì thực sự nó rất là dễ. Bởi vì trong cái seller market này, cái buyer agent không có leverage at all. Cho nên nếu mà mình có một cái buyer hiểu chuyện như vậy thì là đã vẽ hết tất cả những đường, và trong đầu mình đã có plan 1, 2, 3, 4 backup everything rồi. Cho nên mình nghĩ căn nhà này sẽ là của mình, không bao giờ thua được. Rồi, thì khi mà căn nhà này list lên là 875 ngàn, dự đính là sẽ show ngày 12 tháng 4, tức là bây giờ thực sự là chưa có lên list luôn. Lúc đó là ngày 31 tháng 3 là mình hoàn tất giấy tờ với broker Keljo William, chưa có xong gì cả, thậm chí mình chưa có email luôn. Mình phải nói chuyện với listing agent và broker bằng personal email của mình. Mình chưa có tất cả mọi thứ, mình chỉ vào thôi, vào có MLS, có chìa khóa để đi show nhà thôi. Một người đầu tư thì đánh hơi rất nhanh và thấy căn nhà này là top on the list. Mình gửi những cái căn khác cũng rất là ngon, ví dụ như 9.000 lot, 10.000 lot, cũng vòng vòng 9/27 này, giá cũng khoảng 800 mấy. Thì chị chọn căn này và nói là chị thấy căn này là top on the list, mua căn này cho chị đi. Thì mình gọi ngay listing agent và mình nói chuyện với họ xem cái phản ứng của họ như thế nào. Và cái phản ứng đầu tiên của họ đã hở ra một cái điểm mà mình nghĩ rằng là mình có thể thắng cái offer này. Đó là khi mình gọi cho listing agent thì hey how are you, thì listing agent lúc đó nói có vẻ khá là how can I help you, có chuyện gì không? Listing agent mùa này nói chuyện chậm lắm các bạn. Nói mình thấy cái property ở cái đường đó, mày nghĩ mình vô thẳng đề luôn. Mày nghĩ tao có lion rất là thích cái nhà đó và tao muốn là get the deal done nhanh, khỏi cái lên list gì cả. Mày nghĩ là tao gửi vô 1 triệu cash, 1 million cash, what do you think about it? Thì nếu mà agent này, mình sẽ nhắc lại là
kinh nghiệm chắc 30 mấy năm, cái số DOI của ổng là 006 nha các bạn, rất là lâu rồi đó, và cũng nói cũng rất là lớn tuổi rồi. Và ổng đã khựng lại 2 giây, ổng đang nói chuyện rất là cứng với mình, nhưng mà khi mình nói what do you think about a million cash, let's make it quick, and then ổng lại 2-3 seconds, and then ổng I don't know, I'm not the agent, I'm not the seller, I'm the agent. Nghe nói ổng bị khựng lại 3 giây, xong nói tao không biết nữa, tao đâu phải là người bán đâu, tao là người đại diện mà, mày gửi vô đi tao present. So lúc đó mình feel rằng oh that's a sweet deal enough, có nghĩa là cái deal được đủ ngọt ngào để ông có thể lấy cái deal này và không bỏ lên list. Và ngay sau đó thì mình send vô, và send vô preemptive thì mình để là nói thật với các bạn luôn là cái deal đầu tiên mình không biết viết contract, so mình phải gọi lên broker, mình nói là oh man, tao mới vô, tao không biết cái gì hết, tao không có một mentor, không có ai chỉ tao hết, có cách nào không? Thì họ giới thiệu cho mình một TC tiếng Anh nó viết tắt của transaction coordinator, tức là một người giúp bạn làm những giấy tờ pháp lý. Thì TC mới soạn một cái contract, thì mình nhìn vào thì mình chỉ nhìn vào cái phần là no contingency, nghĩa là không có điều kiện gì hết, và giá 1 triệu và close trong vòng 7 ngày, deposit 50 ngàn, deposit ngay ngày đầu tiên, tức là offer cực kỳ strong. Nhưng mình không có nhìn tới cái chỗ mà khi nào thì trả lời. Thì transaction TC của mình nó để là 3 ngày, tức là ngày 31 tháng 3, ngày 2 tháng 4 ông mới trả lời, 5 giờ chiều. Nhưng mà qua ngày hôm sau á, mình nghĩ như thế này nè, khi mà seller market á, thì cái thằng listing agent lúc nào nó cũng leverage, nó nói chuyện với buyer agent. Nhưng khi mà bạn có một buyer 1 triệu cash trong tay á, thì mình nghĩ là nó không có leverage, mình có leverage hơn. Mình đang nói 1 triệu cash trong tay, mình không có nói đến nhà 2-3 triệu nha, mình nói đến nhà 800-700 ngàn, tức là cái cash đó đủ cover nhà đó. Ví dụ lên bao lên tô thì bán nhà 3 triệu thì nếu mà có customer 4 triệu tiền mặt trong tay, leverage dữ lắm, 5 triệu tiền mặt đâu có dễ đâu, nó quick. Bây giờ mình đặt mình vô một listing agent đi, thứ nhất nó muốn bán nhà không? Muốn, tại sao? Nó muốn commission. Thứ hai nó không muốn mất tiếng với người list, với người buyer seller của nó. Ủa sao mà list mà bán nhà không được gì chơi vậy, sao mà list lâu vậy? Thứ ba nó muốn nhanh gọn lẹ, tiền mặt vô đơn, commission right away. Nó không muốn, ví dụ bây giờ bỏ lên list căn nhà này 1.2 triệu, what a different on commission, có thể 1-2-3 ngàn khác, nhưng mà risk and reward, lỡ như nó lấy 1.2 triệu loan mà nó không close được, không close được, rồi người ta contingency tùm lum, nó mất 2 mấy ngày day on market thì cái nhà bị ế nữa. Cho nên là có những cái deal sweet enough như thế này, có thể nó sẽ nghĩ đến những cái rủi ro đó mà nó sẽ convince buyer để bán liền. Thì cái ngày hôm sau mình chạy xe vòng ngoài đường, mình sẽ nghĩ nếu mà mình cứ để lỏng cho nó vậy á, thì rõ ràng chẳng khác nào mình cho nó thời gian shop around. Giống như hồi xưa mình đi bán xe vậy, mình cho khách đi shop around, we're gonna lose the customer, they never come back. So mình gọi lại mình deal cái kiểu giống như là giang hồ, chứ không phải là deal cái kiểu đúng trên contract mà nói chuyện, tại vì mình đâu có biết viết contract. Thì mình gọi, mình nói mình gọi hoài, mình nhắn tin chưa thấy trả lời, cái mình email mình CC tùm lum vô hết. Mình nói là hey, nếu mà bữa nay mày không trả lời, put pressure on listing agent, mình nghĩ là mình leverage cao, put pressure, tao nó thích cái offer. Nếu mà bữa nay tụi bay không trả lời tao bài 5 PM thì tao sẽ nói buyer của tao đi offer ở nhà khác. Thì ý như rằng là ngay sau đó listing agent nó gọi lại và nó chửi mình xong, nó nói what are you talking about, mày đang nói gì vậy, thằng buyer mày muốn cái gì, nó muốn làm cái gì, nó muốn làm 1031 exchange hả? 1031 exchange là một cách để lách thuế mà mình có thể nói cho một trường hợp khác nếu các bạn nào biết, hay là muốn làm cái gì, tại sao phải làm lẹ vậy? Bro, mày nhìn lại contract của mày đi. Cái contract của mày cho tao 3 ngày, tự nhiên bữa nay mới ngày thứ 2 mày nói 5 giờ. What do you want man? Tell your buyer to relax, calm down. Nó chửi ông sao hết. Nhưng vì cái chửi đó nên mình confident. My is the best offer already. Nó nói là calm down, yours so far is a great one, we have another offer but yours is the best one, so calm down, let me talk to the buyer. Trong trường hợp cái deal này có một cái điều tốt hơn nữa, đó là buyer ở dưới LA, anh này là một truck driver, tức là lái xe xuyên bang, rất khó get a hold đó. Cho nên nếu trên phương diện của listing agent nó thấy bộ deal mà good enough á, là nó bán ngay, chứ nó cũng không muốn, tại vì nó khó reach out lắm, và for the whole time mình không có thể gặp được seller. Mỗi lần mình vô coi nhà thì seller listing agent phải hẹn người má của người bán đang ở đây để vô cho coi nhà. Thì cái đó, sau khi mình tạo áp lực đó thì qua đến ngày hôm sau, mặc dù là chưa có gửi giấy lại nói là offer accepted, nhưng mà verbally accepted cả hai bên, thì nó nói là listen agent gọi mình là oh in the meantime can you get the home disclosure sign, tức là mấy cái mà trong nhà có ai chết hay là nhà có bị cái gì đó phải ký hết mọi thứ, để mà tao vừa get a hold of seller là sai là we done by 5 PM. So cái deal này nó xong như vậy, và mình cảm thấy rất là vui, bởi vì căn nhà này hiện giờ
mình nghĩ là mua 1 triệu là ok value và có thể là under value, tại vì bạn của mình own căn nhà ngay đối diện, lot nhỏ hơn, nhà nhỏ hơn, xe cũng similar year, nhưng mà vừa mới refinance lại thì họ đã appraise căn nhà đó 1.1 triệu rồi. Và đối với investor đó, thì cái giá bán they don't care, họ quan tâm cái nhà băng appraisal. Trong trường hợp họ sẽ rút tiền ra xây ADU hay làm những chuyện khác, thì mình nghĩ rằng căn nhà này sau khi sửa sang studio hay là xây thêm một cái AD đằng sau hay là convert cái garage thì potential rất rất là nhiều. Đó là những cái gì mà mình đã nói chuyện với Listen Agent trong cái điều số 1 này. Ok, qua cái điều này thì mình rút ra một số điều như sau. Thứ nhất á, là khi các bạn có một cash buyer, một cái người strong về tài chính á, thì chưa chắc trong seller market này Listen Agent sẽ là người có leverage hơn. Thứ hai á, là luôn luôn tạo áp lực cho Listen Agent để họ không có thời gian shop around. Tại vì thật sự mà nói, trong một số trường hợp nhất định mà căn nhà nó không thực sự good mà các bạn offer một cái sweet enough deal and then cash nữa, thì họ thực sự nếu mà cái risk đó mình nghĩ là họ sẽ lấy cái deal của bạn thôi. Tại vì một người đã đi với bạn đến những cái giai đoạn rồi, họ làm biến quay ngược lại để đi với một cái người buyer khác đó. Và thứ ba là nếu mà các bạn có một buyer hiểu chuyện thì nó rất là đơn giản. Buyer hiểu chuyện ở đây không phải mình nói những buyer khác không hiểu chuyện nha, là người ta không biết, thì bạn không có cắt bỏ, không shortcut được phần educate the buyer. Tại vì cái buyer, đặc biệt là first time buyer, trong cái phần mindset tiếp số 3 mua nhà mình đã nói rồi, cái đầu óc của họ lúc nào cũng muốn căn nhà perfect, hoàn hảo. Thí dụ mình có một người first time buyer 1 triệu, nhưng mà vô trong coi căn nhà nó clean đó, nhưng mà nó outdated, sàn không có đẹp, sàn vẫn còn gạch hay là mấy cái bếp vàng, chưa chắc họ mua nhà này. Bởi vì cái mindset mọi người khác nhau, họ mua nhà ở hay là mua nhà cho thuê hay là cái gì. Thì với cái first time buyer, đặc biệt ở Bay Area này á, thì mình phải có một phần educate, tức là sau khi gặp khách rồi á, trước khi đi show nhà, mình nghĩ là buyer, realtor nên ngồi xuống nói những tiêu chí cho realtor nghe, và realtor nên nói chiến lược cho buyer nghe. Thí dụ cái này mình sẽ nói trong cái phần hành trình đi sang nhà phần 2. Mình đang mua nhà cho hai vợ chồng, không phải là first time buyer. Chồng đã mua một căn rồi, vợ đã mua một căn rồi, bây giờ hai người dọn về chung thì mua căn thứ 3. Budget của họ là 1.25 triệu, nhưng mà họ mua loan có khoảng hơn 25% tiền down. Tiền vẫn còn nằm everywhere lay lắc, nhưng có đủ 250.000 cash trong ngân hàng. Khi mà mình nói chuyện với họ thì họ cho mình tiêu chí là phải trong khu tốt, có thể appreciate. Họ ưu tiên Santa Clara, Milpitas và Sunnyvale, và phải có đất rộng để xây ADU. Thì mình thấy cái tiêu chí đó, thứ nhất là rất khó, và thứ hai là nó hơi conflict. Thứ nhất, Santa Clara, Sunnyvale và Milpitas, nếu các bạn search bây giờ không có căn nào list dưới 1.250.000 hay 1.3 triệu cả. Và cái budget của bạn 1.250.000 mà các bạn đi coi nhà 1.250.000 thì múc mùa các bạn cũng không có mua được. Thì cái thứ hai là nếu mà khu tốt appreciate mà nói là dễ cho mướn, hàng xóm đừng có khó chịu, đừng có annoy, đừng có nói này nói kia, thì cái đó không phải là những cái khu đó. Bởi những khu đó hàng xóm có thể rất khó chịu. Mình nghĩ những cái chỉ tiêu đó nó đúng với zip code 95127 hơn. Các bạn, nếu các bạn thử tưởng tượng với cái budget đó dưới 1.250.000, họ không muốn go mắc budget nha, và một cái khu tốt và appreciate, thì mình phải nói cái chiến lược cho hai chồng đó. Mình nói cái chiến lược là ok, một là mình phải deal với những cái nhức đầu mà người khác không dám deal. Ví dụ ở những cái khu San Jose như là 95128, 95135, 95125 sẽ có những căn nhà lên list 30-40 ngày rồi. Lý do nó không dám mua là tại vì khu đó Mỹ trắng, và người Mỹ trắng họ không muốn deal với những cái nhức đầu. Ví dụ như là garage chưa convert, remodel kitchen không có permit, thì những căn nhà đó thường on market 30-40 ngày. Cho nên cái chiến lược mình dùng cho hai chồng đó là kiếm những căn nhà khoảng 900-1 triệu listing ở những cái khu dưới đây 95127 hay 95 mấy đó, mà có đất rộng, có thể xây đi nhiều. Thứ hai là mình sẽ dắt hai người đó đi coi những khu tốt mà có on market 20-30 ngày. Tại vì những cái offer đó đó, khi cái seller market nó là con dao hai lưỡi các bạn. Khi các bạn đăng lên hot, các bạn bán liền ok, nhưng mà những căn nhà mà bán không được vì người tham lấy offer cao mà có contingency này nọ, rồi cái loan nó fail through, nó không lấy được thì bị on market 20-30 ngày, nó khó bán lắm. Tại vì buyer nhìn vô nó, ủa what's the problem, có vấn đề gì mà không bán được vậy, thì cái nhà đó vô tình nó ế luôn. Thì khi mà các bạn nhảy vô những căn nhà đó đó, có cơ hội bạn thắng cao, tại bạn ít có đấu dài lắm lúc đó hả, bạn chỉ khao đời với chủ nhà thôi. Thì cái chiến lược mình đã áp dụng cho hai đồng đó là như vậy. Thì mình nói đây cái chiến lược như thế nào thì để các bạn hiểu được là mỗi người realtor nó có cái chiến lược dành cho mỗi người buyer khác nhau.
và thậm chí có những realtor họ không chiến lược gì cả, họ cái show coi nhà búa xua thôi. Thì mình nói cái cách mình đang làm là như vậy, nói sơ sơ vậy thôi, còn nếu mà vào chi tiết thì đợi mình thắng cái bid cho hai vợ chồng đó, mình sẽ nói phần, trong phần săn nhà phần 2. Mình nghĩ tập 2 nên hay hơn nhiều, bởi vì mình đã bid 4 căn rồi, có 3 căn cao nờ và họ không chịu, căn thứ tư hy vọng là sẽ thành công. Rồi, chỉ một chút xíu nói vậy thôi, đây là tập đầu tiên về hành trình săn nhà, mong các bạn tiếp tục theo dõi những tập tiếp sau. Thân ái chào tạm biệt, bye bye. À quên, nãy giờ nó hiện lên Thắng Trương Realtor có số đó, số điện thoại đó, là mình không có phải là quảng cáo trên cái channel này nha. Mình vẫn giữ cái tiêu chí là không quảng cáo, nhưng mà thành thật xin lỗi các bạn là cái lực của DAE khi mà một Realtor nói chuyện về mua nhà đó mà đưa những cái thông tin tên tuổi mình lên phải có số DAE number. Cho nên là mình phải đưa cái poster đó lên vậy thôi chứ không quảng cáo. Các anh chị nếu coi video này mà nói sao ta, nếu vì lý do gì đó mà kiếm mình làm Realtor ok, chứ nếu mà chỉ mới coi video này mà kiếm mình làm Realtor thì không sao, không cần, mình không muốn quảng cáo. Cái mục đích cuối cùng của mình là muốn giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam mua được nhà tốt và saving, không mất tiền deposit. Rồi, cảm ơn, tạm biệt các bạn. À, có một cái mình về tới nhà mình mới quên, tại bữa nay mới chích ngừa cú thứ hai vaccine Pfizer xong đó, nó làm mình nóng lạnh nhức đầu, mệt người quá, nên cái đầu mình suy nghĩ nó chưa có trôi chảy lắm. Thì trong những cái điều mà coi nhanh như vậy và thậm chí là trên cái solo market hiện nay thì nhiều người họ không có để contingency gì hết trơn á. No appraisal, no new cash appraisal đâu cần phải quan tâm rồi. No loan, of course cash đâu có loan rồi, no property contingency là inspection đó. Mà cái vấn đề inspection á thì hầu như là seller là nó đã cho mình coi rồi, mình cũng tin tưởng 80%. Nhiều buyer sẽ mướn một công ty inspection khác để xem lại căn nhà, mà hầu như thì bây giờ mình thấy buyer có khuynh hướng bỏ luôn. Nhưng mà mình sẽ có một video nói về vấn đề này, không phải là cứ ai mua nhà cũng bỏ hết contingency, cứ nghe truyền miệng nhau. Những cái người investor hay những người trong nghề như đang ta bỏ hết contingency thì mình bỏ hết contingency, nó phải đúng với từng trường hợp nhất định của từng người mua và từng căn nhà nữa để mình coi contingency nào nữa, chứ bỏ tầm bậy tầm bạ sau này có chuyện rất là mệt. Bởi khi mà mình đổi ý, mình back out là người ta sue mình luôn, chứ không phải là chỉ earn the money không. Thì trong một cái livestream sắp tới với luật sư Hana Hằng Phùng thì chị sẽ chia sẻ cho các bạn một cái câu chuyện mà người mua back out và chấp nhận mất earned money, nhưng mà người bán quyết định sue luôn và đang settlement, đang chuẩn bị đền mấy trăm ngàn đó. Thì do đó cái chuyện đó mình sẽ nói trong một cái video khác. Nhưng mà mình nói là inspection ở đây là trong những cái trường hợp nhanh như vậy, thì nếu mà những ai mà được mình giúp đỡ thì mình sẽ có anh Dan cùng đi chung với mình để coi về hai cái phần quan trọng nhất trong căn nhà, đó là roof và foundation. Make sure là hai cái vấn đề đó không có bị gì nặng nề, còn những phần còn lại thì nó nhẹ thôi. Và mua nhà ở bên nhà cũ thì thế nào nó có chuyện này chuyện kia nhỏ nhỏ. Thứ hai là anh Dan sẽ phụ mình đọc home disclosure inspection. Và thứ ba là có thể final walkthrough anh Dan sẽ ghé qua. Thì như vậy sẽ những cái người mà mình giúp sẽ yên tâm hơn về cái vấn đề inspection. Thì mình nghĩ đó cũng là một cái formula mà các realtor và buyer bây giờ nên theo đuổi, tức là một cái package đi coi nhà nên có contractor và realtor. Thậm chí anh loan đi chung luôn cũng được. Anh loan thì mình đang làm chung với anh loan, đang ở trong nhà, chung nhà của mình nó đang ở đằng sau nhà mình đó, cho nên hai anh em rất là dễ communicate. Rồi, một chút xíu chia sẻ thông tin với các cô chú bác anh chị như vậy. Thì để các anh chị hiểu hơn về cái hành trình săn nhà. Một lần nữa không quảng cáo nha các bạn, không có quảng cáo. Không cần. Ok. Cái niềm vui của mình là thấy người ta mua nhà happy, đúng giá. Không có push người ta để người ta có vào cái risk phải mua căn nhà appraise thấp hơn, mất deposit, vân 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 và vân vân. Rồi, thank you. Hẹn gặp lại. Lần này là tạm biệt thiệt á.